Hiện nay, tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ chính trên gần 60 quốc gia và là ngôn ngữ có số lượng người nói đông thứ hai trên thế giới. Ý thức được tầm quan trọng của tiếng Anh, nhiều phụ huynh sớm đầu tư cho con tham dự những khóa học tiếng Anh ở các trung tâm danh tiếng. Tuy nhiên, việc học đơn thuần dường như là chưa đủ. Các em còn cần được trau dồi các kỹ năng một cách toàn diện thông qua sự tương tác, cạnh tranh với các bạn cùng trang lứa. Mình nghĩ là cái môi trường học tập rất quan trọng. Đây là mình đầu tiên là mình sẽ chọn một cái trung tâm uy tín về tiếng Anh và Scott English là sự lựa chọn của tôi. Với một công dân toàn cầu thì tiếng Anh là sẽ là cái ngôn ngữ thứ hai mà con cần phải nhuần nhuyễn để bước ra khỏi đất nước Việt Nam. Tham dự vào những cái môi trường cạnh tranh lành mạnh thì sẽ giúp các con có được cái tinh thần làm việc đội nhóm, học được những cái kỹ năng mềm để các con có thể có những cái ứng xử tốt hơn trong tương lai. Cuộc thi Future Speaker, nhà hùng biện tương lai chính là môi trường cạnh tranh lý tưởng mà các phụ huynh đang tìm kiếm. Future Speaker, nhà hùng biện tương lai được tổ chức bởi hệ thống trường đào tạo Anh ngữ quốc tế Scott English Australia cho các em học sinh từ 8 đến 12 tuổi trên toàn thành phố Hà Nội. Với tinh thần cộng đồng và khuyến học, cuộc thi Nhà hùng biện tương lai được tổ chức nhằm giúp các em tự tin hơn trong giao tiếp tiếng Anh, trau dồi tư duy phản biện cùng các kỹ năng xã hội, chuẩn bị vững chắc nền tảng kiến thức và phát triển năng lực thế kỷ 21, tạo tiền đề thành công ở bậc cao hơn. Từ hơn 200 đơn đăng ký của các bạn nhỏ trên khắp Hà Nội, ban giám khảo đã xem xét những bài thi online và offline trong vòng 1. Tôi tự tin bước vào thử thách để chọn ra 30 thí sinh chính thức bước vào vòng 2. Tôi bản lĩnh đi tìm đồng đội. Bên cạnh những thí sinh ổn định về phong độ, nhiều thí sinh có sự đột phá, chuyển mình ngoạn mục. Bước vào vòng 2, 30 thí sinh đã được tham gia khóa đào tạo hùng biện diễn ra trong 3 ngày từ 18 đến 20 tháng 6 với sự tham gia của những chuyên gia bản ngữ, MC, biên tập viên truyền hình hàng đầu để có cơ hội khám phá năng lực hùng biện, rèn luyện bản lĩnh sân khấu cũng như biết cách xây dựng và triển khai một bài thuyết trình hoàn thiện. Qua sự xem xét tổng quan với những tiêu chí khắt khe, ban giám khảo đã chọn ra 10 gương mặt xuất sắc nhất để bước vào vòng chung kết. Sau cuộc thi này thì mình thấy bé nhà mình học được rất nhiều điều. Thế là con mạnh dạn hơn, con có thể làm chủ được trên cái sân khấu lớn, phát huy được cái khả năng tiếng Anh của mình qua một cái cuộc thi như thế này. Mình rút ra một điều là tiếp tục cổ vũ con, động viên con và hướng cho con để yêu thích tiếng Anh như là một cái ngôn ngữ thứ hai để con có thể tự tin với khả năng trình bày cũng như bằng tiếng Việt và tiếng Anh để con sẽ là một công dân toàn cầu trong thời gian tới. Xuyên suốt hành trình tìm kiếm nhà hùng biện tương lai, các thí sinh đã tỏa sáng với những sắc màu riêng biệt. Vòng chung kết với những thử thách từ đồng đội, vấn đáp đến đối kháng với độ khó tăng dần, thúc đẩy thí sinh vượt qua chính mình để hoàn thành những thử thách và gây ấn tượng với ban giám khảo. Sau quá trình xem xét và cân nhắc giữa những thí sinh ngang tài ngang sức, ban giám khảo đã chọn ra chủ nhân của vòng Việt Quế. Ngôi vị quán quân đã gọi tên thí sinh Nguyễn Khánh Linh, sinh ngày 3 tháng 7 năm 2006. Em đã thể hiện một phong độ xuất sắc và ổn định trong suốt cuộc thi. Cảm xúc của em thì ngoài vui mừng ra thì em cũng rất là biết ơn những người đã theo suốt em trong hành trình dài một tháng qua và em rất cảm ơn như là bố mẹ em, người thân của em. Đã chắc chắn rồi em sẽ sang Singapore và em sẽ tiếp tục trải nghiệm những văn hóa và người bên đấy để có thể biết được nhiều hơn về thế giới. Và ngoài ra thì em cũng vẫn tiếp tục học tiếng Anh để có thể nâng cao khả năng trình độ của mình ạ. Cũng rất lâu tôi mới được xem cuộc thi nhiều cảm hứng như vậy. Đối với tôi, các em là một cái chân trời rất là rộng mở về mặt sáng tạo. Các em có tuổi trẻ, các em có một cái sự thừa hưởng, một cái sự chăm sóc của người lớn và các em đầy năng lượng. Và vì thế cho nên các em có một công cụ tiếng Anh rất là tốt thì nó sẽ khiến các em trở nên rất là giá trị. Chúng ta nhìn thấy những cái bạn trẻ rất có giá trị trong tương lai. Đúng là một cái future speakers. Tôi đã nhìn thấy những cái nhà hùng biện trong tương lai. Tôi muốn tạo ra một cái sân chơi cho các con để các con rèn luyện được 3 thứ. Thứ nhất là các con trau dồi và nâng cao được trình độ tiếng Anh của các con. Đấy là điều đầu tiên và tiên quyết. Tiếp theo là chúng tôi muốn tạo ra một cái sân chơi cho các con phô diễn được những cái kiến thức học thuật về những cái chủ đề hoặc là những cái kiến thức chuyên môn mà các con bốc thăm trong quá trình các con thi hùng biện. Và cuối cùng và rất là quan trọng
là chúng tôi muốn cho các con rèn luyện được các cái kỹ năng của thế kỷ thứ 21. Đó là nhóm các kỹ năng cơ bản, ví dụ như là kỹ năng thuyết trình này, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy phản biện và tư duy sáng tạo. Trong một cuộc thi lành mạnh, thắng thua không phải là đích đến cuối cùng, mà điều quan trọng là cơ hội rèn luyện các kỹ năng như tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp thông qua sự tương tác với những bạn nhỏ khác, đồng thời trau dồi những đức tính như cảm thông và kiên định. Scott English Australia hân hạnh được mang lại cuộc thi Future Speaker, nhà hùng biện tương lai, một sân chơi rộng mở cho tất cả những bạn nhỏ đam mê tiếng Anh, muốn thử thách và chiến thắng chính mình.